The Origami tại Vinhome Grand Park là một nơi lý tưởng để bạn an cư và trải nghiệm một cuộc sống gắn liền với văn hóa Nhật Bản. Với thiết kế tối giản và tinh tế, căn hộ tại đây sở hữu mặt thoáng lớn, ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. Môi trường sống tại The Origami thúc đẩy sự khoáng đạt và hài hòa với thiên nhiên, mang đậm đặc trưng Nhật Bản từng chi tiết trong chuỗi tiện ích nội khu. Cảm hứng Nhật Bản rõ rệt trong các tiện ích nội khu của The Origami. Bước vào vườn Nhật tại The Origami, bạn sẽ cảm thấy như bước vào một thế giới khác biệt. Cổng trời Torii đỏ rực chào đón, vườn tùng La Hán yên bình, hồ cá koi tĩnh lặng và cây cầu gỗ đỏ tạo nên một không gian thư thái, hòa quyện giữa con người và thiên nhiên. Bên cạnh vườn Nhật, The Origami còn tạo điều kiện cho cuộc sống xanh, thanh bình theo triết lý, tinh thần Nhật chuẩn sống xanh. Dự án dành phần lớn diện tích cho các khu vực xanh để cải thiện chất lượng sống, phù hợp với nhiều hoạt động ngoài trời, giải trí và thể thao, cũng như tạo điều kiện cho tản bộ và thiền tịnh. Ngoài việc thúc đẩy triết lý, tinh thần Nhật chuẩn sống xanh, The Origami còn cung cấp hệ sinh thái tiện ích toàn diện của Vinhome Grand Park. Điểm nhấn là công viên rộng 36 ha với 15 chủ đề độc đáo, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park, trung tâm mua sắm lớn nhất miền Nam và trường phổ thông liên cấp Vinschool.